Đấy nhá, phối cho anh thử tín nhá. Thật với anh à, thề có cái này anh mà đổi cái được khác nó phải khóc với anh luôn. Con này lên nhà em mấy lần này, anh nhìn cả cứ phối chịu được cây mà ra. Sau này bụng mồm mất rồi, cào cắn này, hồi nãy nó vừa cầm em nhìn cầm em được tay này, khoai vãi trưởng này. Lần này thì gần như đậu 100% rồi, mai xuống nước nữa làm cho một đường cơ bản mấy vắt tay cả trước cả sau. Đỡ phối hết hơi luôn.